Sau đây cháu xin hướng dẫn bài tiếp theo là bài thượng đường dùng đại đàn, tức là cái đàn lễ lớn. Mình có thời gian dài, mình dùng ba cái hồi thượng đường để tăng thêm cái phần khí thế cho cái đàn cúng. Thì như cái video trước, cháu đã hướng dẫn cái bài chống thỉnh Phật để mở bài, thân bài và kết bài rồi, thì cái mở bài và kết bài của cái bài này nó giống nhau, chỉ có thân bài nó hơi khác một chút xíu. Thì đây là những cái nhịp cơ bản của những cái thân bài của bài chống thượng đường. Chúng ta vẫn có 3 hồi vào đầu. Quyết của nó sẽ có 3 phần. Phần đầu tiên là sẽ là nghỉ tênh 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 các tênh các tênh các. Đấy, thể hiện như sau. Nghỉ tênh 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 các tênh các tênh. Đúng không ạ? Đấy. Nghỉ tênh 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 các tênh các tênh. Đánh nhanh sẽ là như sau. Sẽ là nghỉ tênh 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 các tênh các tênh tùng, thể hiện như sau. Đấy. Nghỉ tênh 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 các tênh tùng, nghỉ tênh 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 các tênh tùng. Đánh nhanh nữa sẽ nào. Nghỉ tênh 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 các tùng các tùng tùng, thể hiện như sau. Nghỉ tênh 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 các tùng các tùng tùng. Đấy. Nghỉ tênh 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 các tùng các tùng tùng. Nghỉ tênh 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 các tùng các tùng tùng. Và nó sẽ nối lại với nhau. Thì cả ba đoạn với nhau thì nó sẽ là nghỉ tênh tênh các tênh các tênh, nghỉ tênh tênh các tênh các tênh, nghỉ tênh 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 các tênh các tênh. Đấy. Đánh nhanh. Sẽ nối cả 3 hồi dồn đầu bài và thân bài. Thank you.
phía trước thì có một cái đoạn kết bài nó sẽ là đầu bài, thân bài, kết bài, rồi đoạn dồn chấm vào với nhau. Tổng thể nó sẽ có thể hiện như sau. Trước tiên là đánh chậm. Sơ qua một cái đoạn nâng cao cho bác, cho các bác hiểu về cái đoạn nâng cao của nó.